Dạ, mến chào quý cô chú anh chị em ha. Hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của anh Thanh Cực. Ở Lai Vung Đồng Tháp có một số hoa giấy, một số bông trang muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình ha. Rồi, chào anh Cực. Rồi, chào Phát Thái. Vậy nhà vườn Thanh Cường xin mến chào quý cô chú anh chị đang xem kênh Mọi Miền Tổ Quốc nha ha. Đang xem kênh Phát Thái TV ha. Em tên Cường ở Hòa Thành, Lai Vung, Đồng Tháp ha. Số điện thoại của em là 0399383285, đó là số Zalo của em luôn nha quý cô chú anh chị. Cũng cảm ơn clip vừa qua quý cô chú đã tin tưởng ủng hộ shop bên em ha. Thì hôm nay em cũng về đa dạng mặt hàng mong phục vụ quý cô chú anh chị mình ha. Thì lời nói đầu tiên xin chân thành cảm ơn ha. Thì em vô và đo chi tiết báo giá từng cây cho quý cô chú anh chị mình tham khảo giùm em nha. Rồi đầu tiên là cây số 1 ha, Sakura Blackan nha quý cô chú anh chị. Lá cẩm thạch rất là đẹp quý anh chị em. Cái lá rất là nhỏ ha, mà cây bông rất là xiên bông nha quý cô chú anh chị. Rồi cái này chiều cao được 90 ha, tổng có tán ngang thì được 70. Này được 3 năm quý anh chị. Bình thân tại vị trí là 18 nha quý cô chú anh chị. Một đế ha, sổ rất là đẹp. Rồi mã số 1 này em cũng giao lưu quý cô chú anh chị là 500 ngàn ha, là bao gồm cả phí ship vận chuyển nha quý cô chú anh chị, mình cứ an tâm ha. Rồi mã số 2 ha, mã số 2 cũng là cây Sakura Blackan nha quý cô chú anh chị. Em về được 4 cây ha. Cái này thì trời mưa quá nên bông nó hơi bị nhạt chút xíu. Cái này chiều cao được 80 ha, tổng cái tán ngang thì được 60. Rồi hoành thân tại vị trí là 19 nha quý cô chú anh chị. Cụ đế thì bao đẹp ha, không có lỗi làm gì. Rồi mã số 2 này em cũng giao lưu quý cô chú anh chị là 400 ngàn ha, rồi mã số 3 luôn nha quý cô chú anh chị, Sakura Blackan ha. Cái này chiều cao được 65 ha, tổng cái tán ngang thì được 60. Cây dáng bay bay rất đẹp, hoành thân tại vị trí là 18 nha quý cô chú anh chị. Rồi mã số 3 này em cũng giao lưu quý cô chú anh chị là 400 ngàn ha, rồi mã số 4 ha, em về được 4 cây ha. Cây này một cốt rồi. Cái này chiều cao được 75 ha, tán ngang thì được 50 ha. Còn thân tại vị trí này là 25 nha quý cô chú anh chị, đâu tại vị trí này ha, trên đây thì mà hàng một cốt ha. Rồi mã số 4 này em cũng giao lưu quý cô chú anh chị là 350 ngàn ha, là bao gồm cả phí ship vận chuyển tới nhà cho quý cô chú anh chị mình nha. Rồi mã số 4 ha, cũng là cẩm thạch tím siêu bông nha quý cô chú anh chị. Hàng này hàng khủng nha quý cô chú anh chị. Mã số 5 em xin lỗi ha. Cái này chia ra được bao tay ha, cẩm thạch tím siêu bông. Cụ đế thì bao đẹp, đang lên cơi quý anh chị. Vô búp rồi, nó đang lên cơi búp cho quý anh chị. Rồi chiều cao được 1m ha, chạy quá xa cái cũ luôn. Em đo tổng tán ngang cũng được 1m luôn nha quý cô chú anh chị. Cây này rất là già nha quý cô chú anh chị. Hoành thân tại vị trí này là 39 ha, cụ đế rất là đẹp. Đo sát cái dưới, cái eo ở dưới anh. Rồi cái hoành cũ ở đây là 63 nha quý cô chú anh chị. Giống như trái bí à. Đây rất là lực ha, hàng lớn nha quý cô chú anh chị. Cụ đế rất là lớn nha. Rồi mã số 5 này em cũng giao lưu quý cô chú anh chị là 1,3 triệu ha, là bao gồm cả phí ship vận chuyển ha. Cây hàng lớn nha quý cô chú anh chị. Cụ đế rất lớn ha. Rồi mã số 6 cũng gặp cẩm thạch tím siêu bông luôn nha quý cô chú anh chị. Hàng này đang lên cây bông ha, bông búp. Cái này chiều cao được 90 ha, tổng cái tán ngang thì cũng được 90 luôn nha quý cô chú anh chị. Cái phôi rất là già.
Bình thân em đo tại vị trí này là 41 ha. Củ rất là bự. Một khối đặc quý cô anh chị em. Một củ đặc nha quý cô chú anh chị. Đó. Này củ rất là bự. Cây này còn sâu nha quý cô chú anh chị. Cây rất lớn ha. Rồi mã số 6 này em cũng giao luôn quý cô chú anh chị là 1.3 triệu ha, là bao gồm cả phí ship vận chuyển hàng rất lớn nha quý cô chú anh chị. Mã số tiếp theo. Rồi mã số 7 cũng cặp thạch tím siêu bông luôn nha quý cô chú anh chị, hàng đang lên cây bông ha. Hoa xá nó vô búp quý cô anh chị em. Cây đặc tàn rồi nha. Cái này chiều cao được 1 mét ha. Tổng cái tán ngang cũng được 1 mét luôn nha quý cô chú anh chị. Hàng này lớn ha, củ đế rất là đẹp. Hoành thân tại vị trí này là 34 nha quý cô chú anh chị. Hàng rất là củ rất lớn ha. Nguyên lên khối đặc luôn ha. Nguyên một khối đặc luôn. Lên trên đây nó chia 5 cành ha. Ngũ khúc nha quý cô chú anh chị. Cây rất lực ha, tàn rất lớn. Rồi mã số 7 này em cũng giao luôn quý cô chú anh chị là 1.2 triệu ha, là bao gồm cả phí ship vận chuyển ha. Hàng này hàng lớn nha quý cô chú anh chị. Rồi mã số 8 cũng cặp thập tím siêu bông luôn nha quý cô chú anh chị. Phồng tàn nó gom. Này chi cành đóng rất lớn ha. Rồi cái này chiều cao được 1 mét ha. Tổng cái tán ngang cũng được 1 mét luôn nha quý cô chú anh chị. Hàng cũ rất đặc ha. Hoành thân tại vị trí này là 37 nha quý cô chú anh chị. Đó, xá cái cũ. Khối rất là lớn ha. Cũ là không có lỗi làm gì nha. Hàng này hàng em lựa ha. Lựa chọn rất là cây đẹp. Trên đây tay cành đóng rất lớn nha quý cô chú anh chị. Rồi mã số 8 này cũng giao luôn với cô chú anh chị là 1.2 triệu ha. Rồi mã số 9 cũng là tím bướm nha quý cô chú anh chị, hàng một cốt ha. Đang phun bông à. Bông thì đang cho bông rất là sai. Hàng này bông rất là cầm rất là lâu nha quý cô chú anh chị, lâu tàn lắm ha. Cái này chiều cao được 1m35 ha. Một rễ lắc lượng rất là đẹp luôn. Tán ngang 1m nha quý cô chú anh chị. Tài cành nó ôm ha. Hoành thân tại vị trí này là 23 ha. Đế rất là quái ha. Rồi mã số 9 em cũng giao lưu quý cô chú anh chị là 650 ngàn ha. Nhưng phân là bao gồm cả phí ship vận chuyển cây hàng lớn ha. Phí ship nó hơi cao quý cô chú anh chị mình. Khơm tàn rất là dày dặn, đang lên cơ bông rất đẹp. Mã số 10. Mã số 10 ha, cũng là tím bướm luôn nha quý cô chú anh chị, hàng đang lên cơ bông ha. Cái này chiều cao được 1m1 ha. Tổng cái tán ngang thì được 85. Một cốt cái form tròn xe luôn. Hoành thân tại vị trí là 18 nha quý cô chú anh chị. Hàng một cốt ha. Chi tay cành đất đóng đều rất là đều ha. Thân rất lượng. Tàn tự nhiên là thành phẩm à. Tàn tự nhiên nha quý cô chú anh chị. Form tàn rất là tròn ha. Rồi mã số 10 này em cũng giao lưu quý cô chú anh chị là 600 ngàn ha. Mã số 11 cũng là một cây tím bướm một cốt luôn. Rồi mã số 11 cũng là cây tím bướm luôn nha quý cô chú anh chị. Hàng một cốt ha, chi tay cành rất đóng rất đều ha. Rồi cái này chiều cao được 1m3 nha quý cô chú anh chị. Tổng cái tán ngang thì được 1m5 ha. Hoành thân em đo tại vị trí này là 18 ha. Hàng cũng một cốt luôn ha. Rồi mã số 11 này em cũng giao lưu với cô chú anh chị là 600 ngàn ha. Cây một cốt rồi rất là chuộng với cô anh chị.
Rồi mã số 12 ha. Mã số 12 cũng là cây tím bướm luôn nha quý cô chú anh chị, hàng một tốt ha. Cái này chiều cao được 1m2. Tổng cái tán ngang thì được 95 ha. Hoành thân tại vị trí là 17 nha quý cô chú anh chị. Hàng một cốt ha, chi tay cành đóng rất đều. Phơm tàn tự nhiên ha. Rồi mã số 12 này em cũng giao lưu quý cô chú anh chị là 600 ngàn ha. Rồi mã số 13 ha, cũng cặp thạch tím siêu bông luôn nha quý cô chú anh chị. Phơm tàn tròn. Cái hàng bên đây, cái cây này thì nó được vô một nước dây ha. Hàng bonsai nha quý cô chú anh chị. Phơm rất là đặc ha. Dán bay. Cái này chiều cao được 80 ha. Tổng có tán ngang thì được 90. Cây này rất là có duyên nha quý cô chú anh chị, cành bay ha. Cái này nó vô được một nước dây rồi. Rồi cái hoành thân tại vị trí này là 19 ha. Đường thân co lắc rất đẹp ha. Này chia ra được 2 mâm. Rồi mã số 13 này em cũng giao lưu quý cô chú anh chị là 500 ngàn ha. Cái này nó có vô một nước dây nha quý cô chú anh chị. Rồi mã số 14 ha, cũng cặp thạch tím siêu bông luôn nha quý cô chú anh chị. Em về được một cặp ha, này chia tay cành đã vô một nước dây ha. Cái này chiều cao được 85. Tổng có tán ngang trên này thì được 60 ha. Hoành thân tại vị trí là 17 nha quý cô chú anh chị. Cái này được vô một nước dây ha, cũng được 2 mâm ha. Rồi mã số 14 này cũng giao luôn quý cô chú anh chị là 500 ngàn ha. Hàng bonsai. Trong kia kìa. Tiếp bướm chợ rồi đúng rồi. Trời mưa cây rất là nặng với cô chú anh chị em mình nè. Rồi mã số 15 ha, cũng là cây tím bướm luôn nha quý cô chú anh chị. Phơm tàn nó dè rất ấy ha, cây rất là phượt. Cái này chiều cao được 90 ha. Cây đang vô búp. Tổng cái tán ngang thì được 95. Hoành thân tại vị trí này là 22 ha. Rồi mã số 15 này em cũng giao luôn quý cô chú anh chị là 400 ngàn ha. Rồi mã số 16 cũng là cây tím bướm luôn nha quý cô chú anh chị. Cái này chiều cao được 1m ha. Tổng cái tán ngang thì được 85. Hoành thân tại vị trí này là 20 ha. Rồi mã số 16 này em cũng giao luôn quý cô chú anh chị là 400 ngàn luôn ha. Mã số 17 cây ghép hai màu quý cô anh chị. Rồi mã số 17 cây này được ghép hai màu nha quý cô chú anh chị. Cẩm thạch tím siêu bông và tím pháp cẩm thạch quý anh chị. Lá vàng. Rồi cái này chiều cao được 80 ha. Tổng cái tán ngang cũng được 80 luôn. Hoành thân tại vị trí này là 22 ha. Cụ đế rất là đẹp. Rồi mã số 17 này em cũng giao luôn quý cô chú anh chị là 500 ngàn ha. Rồi mã số 18 ha. Cây này được màu tím nha quý cô chú anh chị, hàng đột biến của cẩm thạch tím siêu bông ha.
Cái này chiều cao được 1m25. Cây một cốt. Cái tán ngang của nó thì được 75 ha. Dòng này nó giống như tím Huế quý cô anh chị. Ra tím Huế à. Hoành thân tại vị trí này là 25. Hàng một cốt ha. Thân cái rộng rất là đẹp ha. Rồi mã số 18 này cũng giao lưu với cô chú anh chị là 650.000 ha. Nó nặng. Rồi mã số 19 ha. Cây này tông cao quý cô anh chị. Cái này cẩm thạch nha quý cô chú anh chị. Tím pháp lá cẩm thạch. Tím pháp lá cẩm thạch. Dòng này hoa rất là đẹp và rất là sai hoa nha. Cây này rất là si phong nha quý cô chú anh chị. Cái này chiều cao hết thước em ha. Này nó tầm ngang cỡ 1m6 nha quý cô chú anh chị, 1m6 1m7 ha. Cốt rất lực ha. Cái tán ngang em đo hạo trên này đi cũng như được 70 nha. Đế thì giống như một con thú ha. Hoành thân tại vị trí này là 25 ha. Chân trước nè, chân sau, cái đuôi nè quý cô chú anh chị. Cây rất là duyên ha. Rồi mã số 19 em cũng giao luôn quý cô chú anh chị là 700.000 ha. Hàng một cốt thoát thân cao ha. Hàng này nó chiều cao nó hút tải nên nó hơi phí ship, nó hơi mắc nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 20. Cây rất là nặng nha quý cô anh chị. Quay trở lại là bông trang thái đỏ. Rồi quay trở lại là cây trang đỏ lá nhỏ nha quý cô chú anh chị. Hàng này hàng xưa nha quý cô chú anh chị. Hàng này em mới bứng về ha. Hàng này hàng nóng ha. Nhưng mà em vô chậu lại. Khi đi thì đường gần thì em giao luôn chậu cho quý cô chú anh chị ha. Đường xa thì em rút chậu bó bầu ha. Cái này em bao 200 km nha quý cô chú anh chị. Hàng lớn ha. Cây này được về, được chỉnh sửa tàn xương xương rồi. Về quý cô chú anh chị mình nuôi thêm giùm em ha. Cái này chiều cao hết thước em ha, cỡ 1m6 nha quý cô chú anh chị. Tổng cái tán ngang thì được 1m3 ha. Cái này em đo nguyên cụm đi. Nó liền, nó liền không tách rời nha quý cô chú anh chị. Hoành thân tại vị trí này là 38 nha quý cô chú anh chị. Này cái như đế nội ha. 2 3 4 5 liền hết trơn luôn. Ngủ phút nha quý cô chú anh chị. Cây này thì hàng nóng nha quý cô chú anh chị. Cây này em mới bứng về ha. Khi đi xa thì em sẽ rút chậu bó bầu ha. Còn đường gần thì em giao luôn chậu cho quý cô chú anh chị. Đi xe tải thì em giao luôn ha. Mà em bao 200 km nha. Hàng này hàng lớn. Rồi mã số 20 này em cũng giao luôn quý cô chú anh chị là 1 triệu ha. Là bao gồm cả phí ship vận chuyển. Hàng này trang đỏ xưa nha quý cô chú anh chị. Thái đỏ. Thái đỏ xưa nha. Thái đỏ truyền thống quý cô anh chị. Nó cây rất là nặng à. Tiếp theo mã số 21. Hai cây này nó ná 1 cặp quý anh chị. Hai cây này được 1 cặp cho quý cô chú anh chị. 9-10 ha. Cái này chiều cao cũng hết thước em ha. 1m6 ha. Tổng cái tán ngang thì được 1m1 nha quý cô chú anh chị. Hoành thân tại vị trí là 24 ha. Hai thân dính liền. Cái này hai thân dính liền nha quý cô chú anh chị. Hàng có củ đế luôn ha. Củ đế chia 4 mặt luôn. Rồi mã số 21 này em cũng giao luôn quý cô chú anh chị là 1 triệu ha. Này khi đi xa thì em sẽ rút chậu bó bầu ha. Đường gần thì em giao luôn chậu cho quý cô chú anh chị mình ha. Này trang đỏ xưa nha quý cô chú anh chị, trời hàng trồng hàng rào ha. Nên em bứng về cái hàng này hàng nóng ha. Bứng về em vô chậu lại. Vô chậu được một tuần lễ ha. Quý cô chú anh chị mình nó rất lá rất là muốt nha. Tiếp theo mã số 22. Cây thái vàng quý cô anh chị tàn tròn. Đặc biệt củ đế nó rất là già luôn. Rồi mã số 22 ha.
cái trang vàng lá nhỏ nha quý cô chú anh chị, hàng cam con tàn lại ha, chỉnh sửa tàn lại rồi quý cô chú anh chị, mình về cứ nuôi thêm em là ra bông ha. Cái này hàng nóng luôn nha quý cô chú anh chị, lên giờ me hết trơn thân luôn. Cái này chiều cao được 1m1 ha, tổng cái tán ngang thì được 1m2, tàn tròn như mình như trái banh nè, nứt thân luôn. Hoành thân em đo tại vị trí này là 25 ha, củ đế thiệm bao đẹp luôn ha. Cái này về em có cô khui khai thác thêm rồi, cây rất là già, đế rất là đẹp. Rồi mã số 22 này em cũng giao lưu với cô chú anh chị là 650.000 ha. Cái này đi xa thì em sẽ rút chậu bó bầu ha, còn đường gần thì em giao luôn cái chậu luôn cho quý cô chú anh chị giùm nha, đi đường xe thì em đi giao luôn chậu luôn ha. Cây bên này toàn là hàng khủng không quý cô chú anh chị. Mã số 23 vẫn là thái vàng, hai cây này ăn cặp, 22, 23 ăn cặp quý cô chú anh chị. Rồi mã số 23 ha, cũng là cây trang vàng lá nhỏ luôn nha quý cô chú anh chị. Cái phơm tàn thì em mới phơm lại xương ha. Cây này cũng hàng nóng luôn ha, rất là mạnh luôn. Em chỉnh sửa tàn lại rồi, hơi xương cái về quý cô chú anh chị mình nuôi thêm em ha, để trong mát giùm em ha. Cây này thì nó mới mới bứng được một tuần lễ, cây nó chưa được thuần chậu ha. Cái này chiều cao được 1m2 ha, tổng cái tán ngang của nó được 1m25. Hoành thân em đo tại vị trí là 18 nha quý cô chú anh chị, đo trên này ha, còn ở dưới này rất lớn ha, củ đế, hàng này có củ đế luôn ha. Em hạo khung chân chỗ vị trí này là 25 ha, 26 đó, củ đế rất đấy ha, cây có cái rộng nghiêng hơi lắc hơi ha. Cái phơm tàn em chỉnh sửa lại rồi ha, nó cũng có một vài bông em để tượng trưng cho quý cô chú anh chị mình về chăm thêm cho em ha, nó sẽ ra được đợt bông sau rất đẹp ha. Rồi mã số 23 này em cũng giao lưu với cô chú anh chị là 650.000 ha, là bao gồm cả phí ship vận chuyển ha. Cây này thì em con tàn lại rồi, tàn nó rất là dày dặn, em chỉnh sửa xương là một cái về cô chú anh chị mình nuôi thêm được em ha. Mã số 24 là một cây thái đỏ tàn tròn, rồi mã số 24 ha, cây trang đỏ lá nhỏ mình nha quý cô chú anh chị, hàng này hàng xưa ha, hàng ta trồng hàng rào, cái phơm tàn rất là tròn, em có chỉnh sửa lại ha, đang lên bông, về quý cô chú anh chị mình để trong mát giùm em ha. Cái này chiều cao được 1m2 ha, tổng cái tán ngang thì được 1m25, phu thê luôn. Cái này hiểm đo hạo hai cụm đi ha, liền quý anh chị. Hoành thân tại vị trí là 24 nha, cái này nó liền cũ nha quý cô chú anh chị, hai cây này là không thể tách rời được ha. Em đo mỗi thân một cái cho quý cô chú anh chị mình tham khảo giùm em. Cái này chiều cao, ủa hoành thân được một thân bên đây là 14 nha. Còn hoành thân bên đây tại vị trí này là 12 nha quý cô chú anh chị. Cái này song sinh phu thê gì cũng được nha quý cô chú anh chị mình ha. Hàng này hàng em khai thác ha, hàng xưa nha quý cô chú anh chị. Rồi mã số 24 này em cũng giao luôn quý cô chú anh chị là 600.000 ha. Khi đi xa thì em sẽ rút chậu bó bầu, khi đường gần thì em sẽ giao chậu cho quý cô chú anh chị mình luôn. Đây ngoài này. Làm mấy ạ? Mã số tiếp theo, mã số 25. Rồi mã số 25 ha, cũng là cây trang đỏ lá nhỏ luôn nha quý cô chú anh chị. Tàn rất là tròn ha. Hàng này hàng xưa em mới bứng vô ha, khoảng chừng một tuần lễ rồi. Em vô chậu lại quý cô chú anh chị mình về cứ chăm thêm giùm em để trong mát giùm em ha. Cây này thì em bao sống một tháng quý cô chú anh chị mình cứ an tâm ha. Cái này chiều cao được 25, 1m25 nha quý cô chú anh chị. Tổng cái tán ngang thì được 1m3 ha. Cây này được 3 thân nha quý cô chú anh chị, nhưng mà không thể tách rời ha.
hàng trang đỏ xưa, hàng trồng hàng rào. Hoành thân tại vị trí này 26 ha, lên 3 thân tam tài nha quý cô chú anh chị. Đó, nguyên củ đế ha, rất là đẹp. Cái này về em có khai thác thêm rồi. Về quý cô chú anh chị mình để cho thần chậu lại khai thác thêm giùm em ha. Rồi mã số 25 này em cũng giao luôn quý cô chú anh chị là 700 ngàn ha. Hàng đỏ xưa nha quý cô chú anh chị. Mã số 26 vẫn là thái đỏ luôn quý cô chị. Rồi mã số 26 cũng là cây trăng đỏ, nó nhỏ luôn mình luôn ha. Cái hàng này hàng xưa, hàng em khai thác, hàng trồng hàng rào nha quý cô chú anh chị. Cái này chiều cao được 1m25 ha, tổng cái tán ngang thì được 1m15. Lô này phải nó phơm tàn con rất là đặc quý cô chị. Mình hoành thân tại vị trí này là 23 ha. Này là một cốt ha, mà thoát thân thấp nha quý cô chú anh chị. Hàng xưa nên ta trồng đại ta bỏ thả bỏ lại ha. Rồi mã số 26 này em cũng giao luôn quý cô chú anh chị là 600 ngàn ha. Hàng này đỏ xưa nha quý cô chú anh chị. Rồi mã số 27 ha, cũng là cây trang đỏ lá nhỏ mình luôn nha quý cô chú anh chị. Tàng thông ha. Cây này thì hàng nóng nha quý cô chú anh chị, em mới bứng vô một tuần lễ ha. Hàng này thì em bao sống cho quý cô chú anh chị mình một tháng. Nếu có cây vấn đề gì thì em sẽ đòi lại cho quý cô chú anh chị mình cây khác ha. Cái này chiều cao được 1m50. Tổng cái tán ngang thì được 1m05 ha. Hoành thân tại vị trí là 19 ha. Cái này lên được 2 thân phu thê nha quý cô chú anh chị, hàng để không thể tách rời ha. Để thì em bao đẹp. Rồi mã số 27 này em cũng giao luôn quý cô chú anh chị là 650 ngàn ha. Cái này khi đi xa thì em sẽ rút chậu bó bầu, khi đi gần thì em giao luôn chậu cho quý cô chú anh chị mình nha. Hàng trang xưa ha, hàng này hàng khai thác nha quý cô chú anh chị. Rồi mã số 28 cũng là cây trang đỏ lá nhỏ mình luôn ha. Cái phơm tàn em mới chỉnh sửa lại rất cũng rất là tròn ha. Hàng trang xưa nha. Rồi cái này chiều cao được 1m15. Tổng cái tán ngang thì được 1m3 nha quý cô chú anh chị. Cái này hàng một cốt người thoát thân thấp ha. Cái hoành thân tại vị trí này là 24 ha. Cây này chia ra 2 thân ha. Phu thê nha quý cô chú anh chị. Cây cũng rất đẹp ha. Rồi mã số 28 này em cũng giao luôn quý cô chú anh chị là 600 ngàn ha. Tàn đâu quý cô anh chị em thấy nó rất là tròn luôn nha. Đặt. Tiếp theo mã số 29. Rồi mã số 29 cũng là cây cam cà rốt nha quý cô chú anh chị. Vàng cam lá nhỏ. Vàng cam lá nhỏ. Dòng này nói chung là thị trường rất là ít nha. Một cốt nó rất là già. Cái này một cốt rất lớn, rất là già nha. Cái này thì em có phơm một xương tàn ha, em để mặt bông cho quý cô chú anh chị mình về chăm thêm giùm em là nó sẽ ra bông ha. Cái này chiều cao được 1m1 ha. Em đo tổng cái tán ngang thì được 1m35 nha quý cô chú anh chị. Dòng vàng cam này nói chung kiếm một cái cây mà nó già như vậy rất là ít nha quý cô anh chị. Hoành thân em đo tại vị trí là 20 ha. Cái độ thoát thân của nó được 32,5 nha quý cô chú anh chị. Trên này chi cạnh nó đóng rất đều ha. Đó. Hàng một cốt nha quý cô chú anh chị. Củ đế rất là đẹp ha. Rồi mã số 29 này em cũng giao luôn với cô chú anh chị là 650 ngàn ha. Là bao gồm cả phí ship vận chuyển ha. Hàng này hàng nóng nha quý cô chú anh chị, em sẽ bứng vô chậu lại ha. Khi đi xa thì em sẽ rút chậu bó bầu, khi đi gần thì em sẽ giao luôn chậu cho quý cô chú anh chị mình. Rồi mã số 29 cũng là cuối clip ha. Cũng xin chúc quý cô chú anh chị được nhiều sức khỏe ha. Và hẹn quý cô chú anh chị lại clip sau. Mến chào quý cô chú anh chị. Rồi xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị vào clip tiếp theo nha vườn anh Cường ha.